Xin mời các em đến với dạng bài tập Reading Comprehension, đó là dạng bài tập đọc hiểu. Các em thân mến, trong những đoạn văn trong bài tập đọc hiểu thường rất dài và có chứa rất nhiều từ mới. Hơn thế nữa, trong 60 phút để hoàn thành được 50 câu với hai bài đọc hiểu thì các em sẽ không thể đủ thời gian để đọc dịch rồi sau đó mới làm. Chưa kể là có rất nhiều từ mới dẫn đến việc đọc từ hiểu từng câu trong một đoạn văn sẽ rất là khó khăn. Do đó, chúng ta nên làm bằng cách sau: đọc câu hỏi trước, gạch dưới các từ khóa, sau đó khoanh vùng thông tin và chỉ tập trung đọc vào phần đoạn văn có chứa thông tin của câu hỏi đó. Mời các em đến với đáp án cho bài tập số 5. Ở câu số 1, The author mentions the source of energy such as wind, steam, Belger in first paragraph 2. A. Suggests that electricity should be alternated with several sources of energy. B. Discuss which source of energy can be a suitable alternative to electricity. C. Emphasize the euphoric and adaptability of electricity. D. Implies that electricity is not the only useful source of energy. Nào, chúng ta hãy theo dõi vào phần đầu tiên của đoạn văn. Today, we make electricity for granted and perhaps we don't realize just how useful the discovery has been. Ngày nay chúng ta coi điện là hiển nhiên và có lẽ chúng ta sẽ không nhận ra được tính hữu ích của chúng. Vậy ta có từ useful or usefulness. Ngoài ra, chúng ta có thể căn cứ vào một câu nữa. Be rằng the simple and direct use, the form has not much adaptability. On the other hand, we make use of electricity in thousands of ways. Make use of electricity in thousands of ways mean adaptability. Vì vậy, đáp án cho câu số 1 sẽ là ý C. Câu số 2. Before electricity, what was sometimes passed through pipe to heroes? A. Hot wind. B. Steam. C. Gas. And D. Petrol. Nào, xin mời các em hãy theo dõi vào phần đoạn văn sau. Today we take electricity for granted and perhaps we don't realize just how useful the discovery has been. Steam was the first invention that replaced wind power. It was used to run engine and would pass through pipe and radiator to warm rooms. Vì vậy, đáp án cho câu số 2 sẽ là ý B. Câu số 3. What does the author mean by saying that electricity is flexible? A. It can be adapted to various uses. B. It is cheap and easy to use. C. It is used to drive motor engine. D. It can be made with yeast. Xin mời các em hãy theo dõi đoạn văn sau. From the powerful voltage that drives our electric train to the tiny current needed to work a simple calculator, and from the yield electric magnet in steam works that can lift 10 tons to the tiny electric magnet in a doorbell, all are powered by electricity. An electric current can be made with ether. To heat a yield mass of molten metal in a furnace or to boil a jar for a cup of coffee. Đoạn văn này được hiểu như sau. Từ những cái điện áp mà dùng để hoạt động được cả một con tàu điện đến những cái dòng điện rất nhỏ dùng trong những cái máy tính đơn giản, hoặc từ một cái nam châm trong những cái công trường có thể nhấc được đến 10 tấn đến những cái nam châm rất nhỏ dùng trong chuông cửa, tất cả đều được hoạt động bằng điện. Và một nguồn điện có thể đốt nóng được cả một nồi luyện kim loại, hoặc thậm chí đến cả một dùng để trong đun nước cho pha cà phê. Vì vậy, qua đoạn văn ta có thể rút ra được là điện được sử dụng bằng rất nhiều cách khác nhau. Vì vậy, đáp án của câu số 4. The main form of power used to generate electricity in Australia are A. Automatic power and water. B. Water and coal. C. Sunlight and wind power. D. Wind and gas. Nào, xin mời các em hãy theo dõi đoạn văn sau để biết câu trả lời nhé. It travels so easily and with incredible speed along wire and conductor that it can be supplied instantly over vast distance. To generate electricity, used to be an generator must be turned. In Australia, they use coal or water to run this machinery. Vì vậy, đáp án của câu số 4 sẽ là ý B. Câu số 5. The word they in the last paragraph refer to A. New way. B. Harmful effects. C. Scientists. Or D. The tide. Nào, xin mời các em theo dõi câu sau. Now scientists are examining new way of creating electricity without harmful effect to the environment. They may harness the tide as they flow in or out of bay. Vì vậy, đáp án của câu số 5 sẽ là ý D. Câu số 6.
Electric magnet at you is the word too. Để làm được câu này, các bạn phải đọc đoạn văn sau. From the powerful voltage that drive our electric train to the tiny current needed to work a simple calculator, and from the huge electric magnet in single that can lift 10 tons to the tiny electric magnet in the doorbell. Vì vậy, đáp án của câu số 6 sẽ là ý C. Câu số 7. The best title for the passage could be. Chủ đề phù hợp nhất cho đoạn văn này là gì? A. Why electricity is so remarkable. Remarkable có rất là nhiều nghĩa. Nó có nghĩa là đáng chú ý, nổi bật, xuất chúng. Vì vậy câu ý A này chúng ta có thể tạm dịch là tại sao điện lại hữu ích như vậy. B. Try a power plant, các loại nhà máy năng lượng. C. Electricity harmful effect on our life. Điện, đó là những tác động có hại đối với cuộc sống của chúng ta. D. How to produce electricity, cách để sản sinh ra điện. Vì vậy, thông qua đoạn văn chúng ta đọc và những câu mà chúng ta đã làm trước, chúng ta có thể đoán được đáp án của câu số. Các em thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nhìn thấy con ong và tổ của nó. Nhưng em có biết vai trò của các thành viên trong bầy ong không? Xin mời các em hãy đọc đoạn văn sau về chủ đề ong và trong quá trình đọc, các em hãy làm bài tập để tìm hiểu về nó nhé. Ở câu số 1, Which of the following is the best title for the reading? Câu số 1 người ta hỏi là chủ đề của đoạn văn này là gì? Các em thân mến, trong tiếng Anh, câu chủ đề thường tập trung ở phần đầu của đoạn văn. Vì vậy, xin mời các em hãy theo dõi đoạn văn sau. B. Classified into over 10,000 species, are insects found in almost every part of the world except the northernmost and southernmost region. One commonly known species is the honeybee, the only bee that produces honey and wax. Vì vậy, đáp án của câu số 1 sẽ là ý A. The honeybee is characteristic and useful. Câu số 2. The word species in the first sentence probably mean A. Mate, nghĩa là bạn hoặc là bạn nghề. B. Killer, nghĩa là kẻ giết người. C. Varieties, từ đấy nghĩa là giống loài. D. Enemies, từ đấy nghĩa là kẻ thù. Vì vậy, câu số 2, từ species nghĩa là loài, nên đáp án sẽ là ý C. Câu số 3, It is stated in paragraph 2 that a honey bee. Để trả lời được câu số 3, xin mời các em hãy đọc câu sau. Bee lives in a structural environment and social structure with a hive which it elects with store respect for the honey. Vì vậy, đáp án của câu số 3 là câu số 4. According to the passage, drones A. Collect the honey than workers. B. Made with the queen and has no other purpose. C. Come from a fertile by the as drones. D. Can be male or female. Để trả lời được câu số 4, xin mời em hãy đọc đoạn văn dưới đây và sau đó các em hãy làm bằng phương pháp loại trừ từng đáp án một. The male honeybee are called drones. Vì vậy, đáp án ý D, loại bỏ. They don't grow at constant, they are developed from unfertilized eggs. Vì vậy, ý C, loại. And their only job is to impregnate a queen. Vì vậy, đáp án của câu số 4 sẽ là ý B. Câu số 5. The author implies that. Nhà văn ám chỉ điều gì? A. Don't are never female. B. Bee are unnecessary in the food chain. C. Don't are completely dispensable. D. The queen can be a worker. Để trả lời được câu số 5, xin mời em hãy đọc hai câu dưới đây. All workers like the queen are female, but the workers are smaller than the queen. The male honeybee are called drones. Vì vậy, đáp án của câu câu số 6. According to the passage, honey is carried to hive in a honey stomach by the A. Queens, B. Drones, C. Males, and D. Workers. Để trả lời được câu số 6, xin mời em hãy đọc hai câu sau. The different type bees perform a unique function. The worker bee carrying nectar to the hive is special to what calls a honey stomach. Vì vậy, đáp án của câu số 6 sẽ là ý D. Câu số 7. The word ray in the last paragraph referred to A. Workers, B. Queens, C. Honeybees, and D. Drones. Để trả lời được câu số 7, xin mời em hãy đọc đoạn văn sau. The male honeybee are called drones. They don't work and can't sting. They are developed from unfertilized eggs. Vì vậy, đáp án của câu số 7 sẽ là ý D. Câu số 8.
It can be inferred from the passage that big word E, A, a sorbent, từ đấy nghĩa là hút, hút nước hoặc thấm nước. B, complex in structure, từ đấy nghĩa là cấu trúc phức tạp. C, pliable, từ đấy nghĩa là dễ uốn, mềm dẻo. Và D, sweet, từ đấy nghĩa là ngọt. Vậy để trả lời được câu này, chúng ta hãy sử dụng ngữ cảnh sau. All the workers made beer and set it into a honeycomb with a waterproof mask of six-sided compartment and all shells. Vì vậy, đáp án của câu số 8